em kiểm chứng cho anh em 100% là xe chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em 100% là xe chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp với người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc Thăng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em hiểu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ Thăng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi. Quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử luôn anh em nhá. Tứ trắng sóc này, nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ và số 2 mở đây không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở đây, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở đây không bao giờ sai. Ba đèn anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha, chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này
không bạ sai ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này ba đèn này anh em này. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip trực tiếp anh em nhá. Anh em này 100% là xanh chín anh em nhá. Anh em này 100% là xanh chín anh em nhá. Cảm ơn em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68 anh em nhá. Với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu ý này, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài đều hết, bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em lưu ý này, nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em đi về, cứ cần cái sóc lên, những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá. Về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát, trong đĩa anh em nhá. Anh em đi về, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em đi về, ai làm cái, ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu này, đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em nha, anh em nha. Bây giờ tôi kiểm tra luôn bát đĩa này. Tôi xoay như này, như cuối cái video này, tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nha. Để kiểm chứng cho anh em, bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nha. Sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nha. Rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhảy của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sắp xong cứ nhảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như nào. Còn nó tí nữa tôi đúc vào người rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị đấy này. Đây, đèn nháy một cái và zoom một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sắp sau, cái này sau này nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá. Còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ. Nháy một cái tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này. Không bỏ xài, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thu được hết tiếng quân anh em nhá. Nháy hai cái và rung hai cái tất nhiên là chắn rồi, đánh 1 tỷ vào mặt chắn cho tôi, mở này, không bỏ xài, tứ trắng anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Anh em nhanh tay alo số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi, đánh 1 tỷ vào chắn, bán chắn này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đều mà thôi, mở, không bỏ xài, sốc đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Sắp hai sắp tiếp này, anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nhá. Máy báo rung một rồi, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, ba đen này anh em này. Tiếp này,
máy báo rung hai rồi, trong bát trong nhiên tất nhiên sấp hai rồi, đánh cả một tỷ và sấp hai họ chắc này anh em này, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, máy báo rung một rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, những cái bộ quân nó nhảy xuống nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Đánh một tỷ và lẻ này, mở này không bao giờ sai anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung hai rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, đặt xuống ạ, những cái bộ quân nó nhảy nó sẽ thu âm được nha anh em nha. Đánh một tỷ vào chắn này, mở này, ai đặt cái này chỉ có ra đêm mở thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ? Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xe chín là anh em biệt được người ta anh em nha. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và rung một cái tất nhiên là lẻ rồi, cứ về mặt vị nào nó hất lên nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, nhà mình có hai cơ sở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn 100% là xanh chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này 100% là xanh chín anh em nha. Anh em này 100% là xanh chín anh em nha. Cảm ơn em xem clip. Anh em nhìn này, 100% là xanh chín anh em nha. Bây tôi đập mát luôn anh em. Anh em nhìn nha, 100% là xanh chín anh em nha. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất này dành cho môn đánh sóc đĩa bình. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Với cái máy thu âm quân vị V68 này, anh em đi vào một cái sòng cái sới muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em vẫn có thể làm chủ chơi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất, đó là cái máy thu âm quân vị V68 này thôi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nha. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân chắn, quân ngựa, quân đóm đều hết anh em nha. Nhà mình đã lập trình được bởi vì những cái tiếng cái sắp lên ạ. Trong quân, trong bát, trong đĩa tất nhiên là có những cái tiếng động nha anh em nha. Những cái tiếng động của bộ quân lảo xào anh em nha, nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Anh em lưu ý này, ở trong cái sới bạc kiểu gì có những cái tiếng động hoặc là tiếng người nói anh em nha, nhưng những cái máy này không bao giờ bắt được anh em nha, nó chỉ bắt được những cái tiếng quân nhảy thôi nha. Bởi vì nhà mình đã lập trình lên tất cả các bộ quân anh em nha. Anh em lưu ý này, cứ khoảng cách từ 2.5m đến 3m, ai làm gái ai sóc gái được, anh em đúc vào đâu được, nó sẽ thu âm được tất cả những cái bộ quân anh em nha. Anh em nhìn này, cái máy này nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, cứ gần cái sóc lên những cái bộ quân trong ba trong nghĩa nó sẽ có ra những tiếng động anh em nha, nó sẽ thu âm lẻ, nó rất có rung một cái mà chắc nó sẽ rung hai cái, rung là rung trực tiếp lên nó rồi, không phải qua bất cứ một bộ phận nào cả anh em nha. Sau tôi không lấy nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em nhìn này, đây là bộ bát đĩa xay chín, đây tôi thử luôn cho anh em nha, anh em nha. Bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn anh em nha, bát đĩa hoàn toàn là xay chín. Anh em lưu nha, anh em ạ, xem hết cái cuối video này, tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xay chín anh em nha. Cái đồ này mới ra, anh em nhanh cái alo trực tiếp cho mình, số điện thoại trên màn hình anh em nha. Với cái dụng cụ này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nha. Anh em mua hàng cầm bát đĩa quân cán lên thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Đầu tiên anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên, khởi lên để những cái đèn này nó sẽ sáng lên để nó bắt sóng tất cả những cái bộ quân anh em nha, nghe tất cả những tiếng âm của bộ quân anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào, có nó tín lúc con người chỉ mình mới biết anh em nha. Bây giờ tôi hất luôn bộ quân này anh em này. Anh em nhìn thấy chưa, hai đèn tất nhiên là rung hai, tất nhiên là chắc rồi anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi vào thực tế tôi sắp thử luôn anh em nha. Anh em mà sóc này, những tiếng quân nó đang nhảy lên nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Máy báo rung một rồi và đèn rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 50 triệu mà lẻ này, mở này không bàn sai ba đèn này anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tiếp này,
tôi thả những luôn cái đồ này vừa từ Macau về, chỉ cho tôi có độc quyền anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai nháy và hai rung, tất nhiên là chắn rồi, đánh cả một tỷ và chắn này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, cứ cái sắp lên những cái tiếng quân nhảy nó sẽ thua được tất cả nha anh em nha. Đen nhé một cái và rung một cái, trong mắt trong nhất tất nhiên là lẻ rồi, đánh một tỷ và lẻ này, mở này, không bao giờ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị, máy thua đều đưa ra kết quả anh em nha. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để trong mắt để cho anh em nhìn cái độ rung và cái đèn nó như nào. Bây giờ sẽ đút luôn vào người, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đút luôn vào người này, tôi đánh thử cho anh em nha. Ba trắng sóc tiếp này, nó sẽ thua được tất cả nhé, từ 2m rưỡi về cho anh em nha. Máy báo rung ai rồi, trong mắt trong những tất nhiên là chắc rồi, đánh cả một tỷ và chắc đây, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Máy làm gì có chuyện sai anh em. Cái đồ này mới ra anh em nghe tên alo trực tiếp mình, số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn anh em nha. Máy báo rung ai rồi, chồng ba chồng như tất nhiên là chắc rồi, đánh 50 triệu mà chắc này, bán chắc này, ai đắt tính ảnh của ra đây mà thôi, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc này. Máy báo rung một rồi, chồng ba chồng như tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả một tỷ lẻ này, mở này, ba đen này anh em này. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thua quân vị V68 này như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi, bây giờ tôi sẽ để ra cái bát và tôi sẽ lắc lên để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nhá. Anh em nhìn thấy chưa, hai rung và hai đèn tất nhiên là chắc rồi anh em nhá. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái hiệu quả của cái máy thua quân vị này như nào rồi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em đi đi nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đi, quân cán đi, anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy thu âm quân vị V68 này thôi anh em nhá. Bây giờ cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và xé quân anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Anh em đi đi này, bát đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín, tôi khẳng định luôn. Cái đồ này đồ độc quyền chỉ là tôi có anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ đập mát và đập đĩa luôn cho anh em. Anh em nhìn này, 100% là sai chín anh em nhá. Bây giờ tôi đập mát luôn anh em. Anh em nhìn nhá, 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn đã xem clip. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé. Tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết rằng là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này, đặt xuống này, sấp đôi anh em nhé. Đây này, tôi đưa kính thử vào này. Đấy, cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đấy, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây, tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này, sấp đôi nhé. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bẹt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này, đặt này, ba trắng anh em ạ, 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy, tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây, tôi mở cho anh em xem nhá. Đây, ba trắng, dậy quân rồi anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu ấy, mà nó vào nó mở ẩu mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay.
Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Đây. Xong rồi. Đấy, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa. Từ giờ tôi sẽ xoay bát đi tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng. Đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Rồi. Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nha anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây, trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để chuyên để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái lọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy anh em lưu ý cho tôi là ở cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây anh em quan sát kỹ nhá. Vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây ở bên trong này, kính 7D 7 lớp anh em nhá.